Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn Shop có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu mình mới về được con âm ly có model là Pioneer SA8900. Đây là dòng âm ly bậc tầm trung đến từ hãng Pioneer Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu trắng. Máy mình hàng đấu giá về mặt mày núm nút chữ nghĩa là còn rất sáng rất mới, không một tì vết, bao gồm một cái calo các bạn có thể tham khảo ở trong cách kết nối và các thông số trong đây. Được sản xuất vào năm 1975, là một trong những dòng âm ly đời cổ của hãng. Với giá xuất xưởng cũng rất cao, được sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất tiêu thụ là 140W. Nhưng mà công suất ra loa có thể đạt được cực đại lên đến là 380W. Đánh được hai cặp loa A cộng B, tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc phù hợp. Loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Loa các bạn có trở kháng 8 ohm, công suất ra mỗi loa là 60W một loa. Loa các bạn có trở kháng 4 ohm, công suất ra mỗi loa là 75W một loa, cũng tương đối lớn. Các bạn ghép được những dòng loa có bass từ 30cm, nó đánh rất tốt. Đây là đặc trị của những dòng JBL Pioneer, đặc biệt là các bạn ghép những dòng Pioneer Bass 30cm đánh rất tốt nha các bạn. Bên cạnh đó các bạn có thể ghép được những dòng loa Nhật cổ, Mỹ cổ đều đánh rất tốt nha các bạn. Chất âm của nó tiếng bass mềm sâu, mid chép sáng, chi tiết ngọt ngào. Nó phù hợp với những dòng nhạc R75, những dòng nhạc trữ tình, bolero, nhạc vàng. Với kích thước chiều ngang là 42cm, cao 15cm và hậu sau là 34,5cm và máy nặng 12,6kg. Đầy đủ tinh chỉnh bass, có những tầng tăng giảm và trep cũng vậy. Ngoài ra nó có ba lăng lao nét. Ngõ vào thì sẽ có bốn ngõ, đó là hai ngõ phono, ngõ tinner và ngõ uýt. Ba lăng của nó nằm ở chính giữa, còn rất sáng rất mới các bạn. Đó. Nắp của nó còn rất đẹp, không chảy xước cứng móp, nghe bạn, hai bên đều vậy. Tổng thể mặt sau các bạn nhìn con này là các bạn không có điểm chê luôn nè các bạn. Tất cả ngõ rời xa là trắng muốt luôn các bạn thấy không? Hai ngõ phono, tinner, uýt. Tép 1, tép 2, replay. Dòng này có chức năng làm rề hoặc là main ha. Khi bạn rút cầu du ra đó, bạn nhìn chiếc con nào nó được cọc trắng như vậy nghe các bạn. Thông tin là Pioneer SA8900 IC 100V 140W, số series chìm 489 đuôi. Đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa phù hợp, loa có trở kháng từ 8 tới 16 ohm. Dây nguồn zin và dây nguồn dính nghe các bạn. Đây có một IC LED với total của nó là 300W, những đầu CD dài mà lọc xì sử dụng điện 100V các bạn đưa ra cho đỡ lòng thòng dây. Tổng thể mặt sau là không có điểm chê nghe các bạn. Rất mới, rất bóng. Rồi sẵn mình mở nội thất cho các bạn xem mình đã mở những ốc ra nghe các bạn. Nhìn vào tổng thể con này là các bạn sẽ thấy không có điểm chê, rất mới, bao gồm một tăng phô rất to, hai tụ lọc nguồn. Trị số tụ của nó đây các bạn, 50V và 15.000 microfarad, sử dụng tụ Nippon ha, hai tụ đều giống nhau. Hai bo mạch công suất với trái với phải tương ứng, sạc sẽ có 8 sò trên 4 sò sạc, 4 dưới 4 sò, tổng cộng máy chạy 8 con sò sạc ngay các bạn. Bo mạch phần rề nữa bạn, các chiếc áp là còn có hồng sexy 7 màu ha, rất đẹp. Sườn sắt bên trái rất mới. Rồi sườn sắt bên phải cũng còn rất mới nè bạn. Đó, bò mạch chăn chích ha, tất cả còn nguyên zin nguyên bản và rất mới. Hàng đấu giá về mình bao zin cho các bạn ha. Rồi mình volume đây. Bass nè. Em có FP ha. Dạ. Các bạn sẽ giảm tần số bass nè. Em ơi bao giờ nhớ thương này. Rất FP các bạn. Trep tăng từ xe đẹp, giảm lao nét, ở đây là các bạn ấn on tone để chỉnh bass trep. Ở đây là dãy lọc dành cho dãy trầm và dãy cao ha. Thông thường hai ngõ này các bạn sử dụng nó cũng tăng độ FP vừa phải. Ở đây chức năng nghe normal là nghe stereo, các bạn có thể nghe reverb tiếng sẽ vang, và mono. Thông thường các bạn bật normal là nghe stereo. Ở đây chức muting này các bạn. Đó. Ở đây đường tép monitor, nếu các bạn kết nối ngõ tép thì bạn gửi qua tiếng ứng, còn bạn bật suột cho mình ha, đường WK để sử dụng. Lần trước anh về đây
Đẹp xuất sắc không tìm vết nha các bạn, bao gồm một cái catalog các bạn có thể tham khảo cách kết nối trên đây. Nội thất con này là các bạn không có điểm chê trách phàn nàn luôn, còn rất sáng rất mới. Mình bán với giá chỉ là 4.900.000 đồng, mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ, còn bạn nào thanh toán code mình không bao ship, dành cho con Pinera 8.900 xinh đẹp xuất sắc nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu gọi mình số điện thoại 0903 747 111. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.